Chúc anh may mắn. Dạ, xin dạ, chào. Em chào anh dạ. Tuấn Vĩ. Dạ. Thấy cười từ ngoài cổng cười vô là thấy mùa xuân rồi đó. Dạ. Rồi, mời em dạ. Ngồi và cho anh xin cái tấm phiếu ha. Dạ, cho dạ. Em gửi ạ. Dạ. Em dạ. Gửi anh Vĩ ạ. Dạ, ok. Dạ. Nãy giờ nãy giờ ngồi ở ngoài đó kể chuyện gì mà thấy mọi người cười quá trời rôm rã quá vậy? Dạ, cũng hỏi thăm qua thăm lại. Hả? Dạ. À, hỏi thăm qua thăm lại dạ, vậy thôi hỏi ha. Thăm qua thăm lại vậy đó anh. Dạ. Có ai kể chuyện hài vậy không? Dạ có. Vậy có. Rồi. À, bắt đầu mình trò chuyện em ha. Dạ. Rồi. Dạ. Trước tiên là em gửi lời chào đến cộng đồng và giới thiệu về mình để cho cộng đồng được biết. Dạ, trước tiên thì em xin được chào anh Tuấn Vĩ. Dạ, em xin chào cô chú, anh chị em trên kênh kết nối của anh Tuấn Vĩ. Em tên đầy đủ của em là Trần Thị Ngọc Bích. À, Trần Thị Ngọc Bích. Dạ. Em sinh năm mấy? Dạ, em sinh năm... Em thì hiện giờ là em 42 tuổi, nhưng mà trong giấy của em là sinh năm 1982. Dạ. Dạ. Vậy là chính thức là em tuổi con gì? Dạ, chính thức em tuổi con tuổi dậu, tuổi con gà. À, tuổi con gà em dạ. Ha. Dạ. Vậy là em đến từ Thoại Sơn, An Giang. Dạ. Ồ, gần núi Thoại Sơn không? Dạ, em cách đó khoảng 9 cây lận anh. Đi vô nữa hả hay là đi ra ngoài? Dạ, em còn ở ngoài. À. Dạ, em còn ở ngoài. Trong núi Thoại Sơn là em phải đi vô khoảng tầm 9 cây nữa mới tới. À. Vậy là khoảng 9 cây nữa mới tới núi Thoại Sơn. Anh thích cái địa danh đó và thích cái phong cảnh ở đó lắm. Dạ. Anh thích quay ba cái MV ca nhạc này cái ở núi Thoại Sơn á. Dạ. Rồi hôm nay đến với chương trình đó thì là Bích có nguyện vọng gì để bày tỏ đến cộng đồng ha? Dạ, nói chung là em đi lên đây là em muốn nhờ anh Tuấn Vĩ là tìm cho em một nửa yêu thương. Rồi tình trạng hôn nhân của Bích thế nào? Dạ, thì em cũng xin kể thiệt là tình trạng hôn nhân của em á là có người thứ ba chen vào. Thành ra là em mới bị đổ vỡ hôn nhân. Mà nói chung là hồi lúc trước á, em lập gia đình á, anh Tuấn Vĩ, em rất là sợ là đổ vỡ dữ lắm. Bởi vì á, là em biết là chồng em á là có người phụ nữ khác. Nhưng mà thú thiệt á là em hả, em biết nhưng mà em vẫn cho qua. Em không có, nói chung là em biết nhưng mà em nghĩ như là mình không biết. Anh xin lỗi ha. Dạ. Anh xin lỗi. Bởi vì thực sự thì anh chỉ muốn biết rằng là giữa vợ chồng em là đã chia tay rồi em hả? Dạ, là đã em ly dị rồi, em ly dị là năm 2018 anh. Rồi anh chỉ cần biết nhiêu đó thôi, còn biết rằng đó là cuộc sống nó không có được như ý thì mới dẫn đến cái chuyện là chia tay nhau. Dạ. Đổ vỡ. Thì vậy là Bích có mấy cháu rồi? Dạ, em có một cháu. Cháu năm nay lớn tuổi chưa? Dạ, con của em là nó 15 tuổi, nó đang học lớp 9 anh. Dạ. Đang học lớp 9. Rồi hiện tại thì Bích đang làm công việc gì, em chia sẻ chút xíu được không? Dạ, em làm công nhân á anh, em làm công ty may. Dạ. Ở An Giang mình luôn em hả? Dạ, em làm ở gần, em luôn gần nhà em ở Phú Hòa. Vậy rồi ngoài cái việc mà công việc hiện tại của Bích ra thì em có tay nghề gì hoặc là có khả năng khác không? Làm công việc khác không? Dạ, nói chung thì hiện giờ thì em không có công việc gì khác ngoài công việc làm công nhân. Nhưng mà em cũng biết may, em có tay nghề may. Dạ. Nhưng vậy mà, là trước đây cũng học may em hả? Dạ, trước kia thì em cũng có tay nghề may, em có học may. Vậy là còn ví dụ như là mai mốt đây mà bên chồng có làm về kinh doanh buôn bán hoặc này kia gì đó thì liệu rằng cái việc kinh doanh buôn bán thì Bích có hỗ trợ được không? Dạ được anh, em tiếp thu nhanh lắm. Dạ. Chỉ cần là có thời gian để gọi là trao đổi công việc thì chắc là em sẽ làm được ha, đại khái vậy ha. Dạ. Hôm nay đến với chương trình thì em muốn giới thiệu về bản thân hay là muốn bày tỏ đến anh nào cụ thể ở trên kênh anh?
Dạ, em bày tỏ bản thân em thôi chứ em không có có dám bày tỏ với ai hết. Đó là muốn giới thiệu về bản thân mình. Dạ. Để kiếm người cho phù hợp em ha. Dạ. Em có thể nói về tính cách cũng như là những cái điểm yếu, điểm mạnh của mình chút xíu để cho bên kia hiểu được em ha. Dạ. Em thì em không có điểm mạnh, em có điểm yếu không. Giống như em gặp chuyện gì giống như là oan ức hay gì đó là em không có giải thích được, mà em khóc không à. Em không có giải thích được. Nếu như gặp chuyện là em chỉ biết khóc. Đó là cái tính cách của em ha. Đại khái là em muốn giới thiệu về tính cách là như vậy. Dạ. Thì nói chung là cái việc đó thì theo anh nghĩ thì cũng có cái tốt của nó đó em. Vì đôi khi mà mình phân bua nhiều quá hay là chồng nói một câu mà vợ nói 5-6 câu thì cũng không hay. Cho nên là cũng có rất là nhiều người ta đang cần một người vợ đó, thì khi mà có oan ức cái điều gì đó thì chỉ biết khóc thôi thì nó dễ thương hơn. Còn mà đứng lên mà cãi hoài này kia, cãi nhiều quá nó cũng không hay cho lắm. Đó cũng có thể rằng là đó là cái điểm mạnh của em á. Dạ. Rồi về cái sở thích hay là về cái việc mà nội trợ này, cái của em thì em nội trợ tốt không? Dạ, nói chung là em cũng nội trợ được. Mặc dù em nấu ăn thì không có được mấy ngon, nhưng mà em lại thích nấu cơm cho chồng, cho gia đình ăn đó anh Dĩ. Em thì ước mơ của em thì không có gì. Em chỉ ước mơ có ai đó thương em thật lòng. Thương em là phải thương em thật lòng nha. Rồi em mơ ước là giống như vợ chồng thì có bữa cơm gia đình vào buổi tối gì đó anh. Tại vì nói chung là sáng công việc thì như em đi làm công ty sáng em đã đi rồi. Rồi tối về thì em lại thích là vợ chồng con cái quay quần buổi cơm tối á. Em thích vậy đó. Theo em á thì là gọi là để làm một người vợ tốt và tròn cái bổn phận của người làm vợ, thì em có làm tốt bổn phận của người làm vợ không? Dạ, nói chung là nói làm tốt thì em không biết là em có làm tốt không, nhưng mà bản tính của em á thì nếu như em lấy chồng là vợ chồng thì chuyện gì nói chung là mình phải san sẻ cho nhau. Với lại em không có thích là chồng đi đâu thì nói với em một tiếng đi. Nói với em một tiếng là em ơi anh đi đó vậy đó. Rồi với lại là đi mỗi lần đi đâu thì đừng bao giờ phá máy điện thoại. Em không thích như vậy. Chắc là em bị ám ảnh về cái điều đó em ha. Dạ em bị ám ảnh. Em bị ám ảnh về điều đó. Hy vọng là trong tương lai không có gặp cái việc mà tương tự ha. Dạ. Ví dụ như là chồng khóa máy rồi là đi đâu cũng không nói, rồi không biết đi đâu, đại khái vậy ha. Dạ. Em bị ám ảnh. Dạ em nói chung là em chỉ đi đâu thì nói với em tiếng là em biết chồng mình đi chỗ đó vậy là được rồi. Còn là đi mà không nói mà điện thì lại phá máy là em không thích vậy. Trong tương lai đó thì em theo chồng thì đối với thời điểm hiện tại thì em có sẵn sàng không, và em tính con em sẽ có cái kế hoạch gì cho nó hợp lý không? Dạ thì em nghĩ là mình là phụ nữ anh, thì nói chung là người ta thường hay dí là thiền thì theo lái, gái theo chồng. Em thì từ đó tới giờ quan niệm của em là em lấy chồng là em sẽ theo chồng. Chứ em không có quan niệm là ở bên em. Rồi nếu như mà ai đó thương em á thì em sẽ về làm dâu và làm vợ là sống ở đó. Còn vấn đề con em á thì con em hiện giờ còn đang đi học. Thì nói chung là em chỉ cần là có kinh tế để lo cho con em ăn học thôi. Chứ em lấy chồng thì em cũng không có nhất thiết phải dẫn con em theo chồng được. Tại vì hiện giờ con em còn học ở ngoại. Dạ. Nghĩa là con em ở bên ngoại em ha. Dạ, hiện giờ hai mẹ con em là tá túc nhà ngoại.
Em ba mẹ còn đầy đủ không? Dạ không, mẹ em mất 3 năm rồi anh. Còn ông ngoại với hiện giờ là ở chung nhà với hai vợ chồng em út. À, dạ. À vậy em ha. Dạ. Thì cũng vậy là cuộc sống của em thì cũng khá chỉ là vất vả em ha. Dạ. Hơi khá vất vả. Thì cũng hy vọng rằng là trong tương lai gặp được người tâm đầu ý hợp, rồi thương em, thương con của em. Dạ. Đến với chương trình hôm nay đó thì anh cũng ghi nhận trên phương diện là cơ bản. Còn khi xem được cái video này, anh nào là người mong muốn kết nối với em thì anh sẽ ghi nhận và để cho đôi bên tìm hiểu về nhau nhiều hơn em ha. Dạ. Rồi cuối buổi trò chuyện thì em có điều gì em muốn bày tỏ nữa không thì anh vẫn dành thời gian thêm cho em. Dạ, vậy thôi đi, tại vì em rung quá. Ok em, vậy dạ. Anh xin chúc cho em sớm có được ý trung nhân, biết yêu thương mẹ con em. Rồi có ai muốn kết nối với em thì anh sẽ ghi nhận cho em biết ha. Dạ, thì em cũng xin chào cô chú anh chị em trên cộng đồng mạng của anh Tướng Vĩ. Em chúc tất cả mọi người được nhiều sức khỏe. Và riêng anh Tướng Vĩ thì em chúc anh Tướng Vĩ thật nhiều sức khỏe và gia đình luôn luôn hạnh phúc. À, ok dạ, em ha. Em xin cảm ơn anh Tướng Vĩ ạ. Em xin chào anh ạ. Rồi, phiền em ra ngoài cài cái micro cho cái người tiếp theo giùm dạ, anh nhé. Dạ. Hello. Chào em nha. Em đi từ lúc 11 giờ đêm á. À, vậy đó hả? Dạ. Hình như từ Vũng Tàu lên đúng không em? Dạ đúng rồi. Bà Rịa Vũng Tàu từ lúc 11 giờ đêm. Từ Bà Rịa Vũng Tàu lên. Xuống đây là 3 giờ sáng. Rồi, tội nghiệp. Thì hôm qua Vĩ đã nói rồi, Vĩ đã nói rồi là mình khoảng 5-6 giờ sáng gì đó mình hẳn đi. Tại vì em không có rành đường đi, đâu như em cũng sợ. Vĩ nói trước rồi mà, đi đi vậy, đi nửa chừng như vậy thì nó cực. Không, chẳng thà đi về em mới chắc ăn hơi em sợ, tại vì đường xá đó, với lại em chưa đi bao giờ em cũng không biết nữa. Cũng tội nghiệp anh tài xế, cái chạy vòng mới được khách sạn, cái vô ngủ tới sáng. Rồi cho Vĩ xin cái tấm phiếu ha. Em có ghi phiếu không? Để lấy sau cũng được. Dạ. Rồi, giờ trước tiên á là em gửi lời chào đến cộng đồng và giới thiệu về mình cho cộng đồng được biết em ha. Dạ. Em chào em chào anh Phương Vĩ. Em chào cô chú ở trên mạng á, tại vì em cũng sợ. Dạ. Dạ, em tên là Tên thật hay là tên trong giấy tờ hay là tên của ngoài anh? Tên thường gọi. À, tên My, em tên My. Dạ. Dạ. Dạ, tên My. Dạ. Rồi, rồi em... My sinh năm mấy? Em sinh năm 80. À, 80. Dạ. Dạ. Rồi, em nói tiếp là em đến từ... Em ở Long Hải, Long Hải Vũng Tàu á anh. Dạ. À, ở Long Hải. Dạ. Dạ. À, hôm nay My đến với chương trình thì My có nguyện vọng gì? Dạ, thì em tại vì ông xã em mất, em có hai đứa con á, rồi em muốn có một cái gia đình, em muốn nhờ anh Tương Vĩ á kết nối cho em có một gia đình. Em muốn đi thêm bước nữa. Dạ, em không biết nói sao. Muốn đi thêm bước nữa em ha. Dạ. Con em lớn chưa? Dạ, một đứa học lớp 10. Với thằng cu đang nằm ngoài á, 5 tuổi nó quậy nãy giờ á. Vậy là đi ba bà cháu. Dạ đúng rồi. Không, đi với mẹ em, đúng rồi, ba bà cháu em, đúng rồi. Gọi là tính từ trên cao xuống là ba bà cháu. Đúng rồi. Vậy là ở nhà thì cũng được mẹ động viên đi này kia ha, mẹ đồng tình ha. Dạ. Đó, mẹ ruột em thì mất rồi. Còn kiểu như là ba mẹ con ở nhà sợ á, rồi kiểu như là có mẹ kêu kiểu cũng như bà vú vô ở với em, em thấy vậy em cho bằng mẹ luôn để cho có tình cảm mẹ con á. Rồi anh hiểu rồi, vậy là coi như đây là bà vú. Con của em kêu bằng bà mà em thấy em cứ bằng mẹ luôn để cho cái tình cảm mẹ con thân thiết. Tại vì mẹ em cũng mất cả mười mấy năm nay rồi.
Vậy con lớn của em á bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 15 tuổi, đang đi học anh. À, đang đi học. Sinh 15 tuổi. 2007 á. Đang đi học. Rồi ở nhà thì My đang làm công việc gì, em chia sẻ chút được không? Dạ mấy hôm thì em làm tóc. Em làm tóc rồi cái sau này em bán ba cái đồ mỹ phẩm á. Rồi cái mùa dịch cái em dẹp vô nhà em bán luôn. Tại vì mùa dịch không có buôn bán được. Rồi em dẹp vô nhà em bán. Bán ở nhà. Rồi công việc thì chắc là nếu vậy thì cũng không được cho thuận lợi lắm em ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi trong gia đình em thì có tất cả mấy anh chị em hết? Dạ năm chị em, năm anh em. À năm anh em. Anh hai thì mất rồi. Còn bốn chị em. Vậy rồi em đã ở riêng chưa? Dạ ở riêng rồi anh. Dạ. Rồi em vậy là bây giờ ba mẹ con đang sống chung rồi cộng thêm bà vú nữa. Dạ đúng rồi. Gọi là giống như người giúp việc cho em vậy ha. Dạ. Hôm nay em đến với chương trình thì em muốn bày tỏ đến anh nào hay là muốn giới thiệu về bản thân? Em giới thiệu về bản thân. Dạ. Vậy thì em mong muốn kiếm được một người chồng như thế nào? Em không biết nữa thì có người nào thật sự thương em mới thương coi mà đủ rồi chứ em cũng không biết nữa. Rồi tuổi tác này kia của anh ấy thì em có nguyện vọng gì không? Thì lớn hơn em. Dạ. Cái duyên nợ em cũng không biết nữa. Sáng hồi sáng thì đi thì em cũng cầu xuyên thăm tin là thôi kệ đó, ông Thánh đưa con đi đâu thì cứ đưa đi. Con cũng không biết nữa. Em có quan niệm tuổi con gì này kia không? Không, em bên đạo em không quan trọng. À không quan trọng về điều đó. Em bên đạo. Em bên công giáo ha. Dạ em công giáo. Em cũng không quan trọng là tuổi tác cái gì hết. Không quan niệm. Rồi còn những cái điểm yếu, điểm mạnh của mình và sở thích của mình em có thể bày tỏ nếu em có nguyện vọng em ha. Ví dụ như là những cái khả năng của em đó, ngoài cái việc mà làm tóc ra thì em có khả năng để buôn bán hoặc là có tay nghề nào khác hay không? Ước nguyện em á là em thích là em bán tạp hóa. Tại vì ở ngoài Long Hải làm tóc cũng bấp bênh lắm. Cho nên cái hồi xưa thì em ở trên Biên Hòa thì em làm cũng được. Nhưng mà từ lúc em về Long Hải em lấy chồng á. Rồi làm cũng ấy lắm rồi. Từ lúc mà chồng em mất rồi cái em cũng thấy làm kiểu cũng vắng vẻ mà. Em thích bán ba cái tạp hóa rồi bán ở trong gia đình rồi đó. Rồi sẵn mình chăm con luôn. Thì cũng đỡ. Chứ giờ làm thì em cũng không có ăn bằng. Tại vì cái khúc em ở là dân tư xứ nhiều quá anh. Rồi mình mở ra mình buôn bán rồi mẹ con sống cũng được. Còn ví dụ như là nếu mà sau này mà mình làm ăn mà mình có tiền nữa thì mình ra ngoài mình mướn mặt bằng mình mở ở ngoài đường á, mình bán mỹ phẩm như hồi xưa em bán á. Bán như vậy hồi xưa bán cũng được, nhưng mà từ lúc dịch á cái sau bắt đầu cái dời về cái giờ cái không có còn cơ hội ra ngoài đó nữa. Vậy là em cũng mong muốn nhưng mà do cái điều kiện chưa cho phép ha, đại khái. Dạ, vậy rồi. Ha em cũng thích mở bán lại. Tại vì bán như vậy thì cuộc sống mẹ con cũng đỡ hơn. Đồ đạc thì cũng còn nhưng mà cũng không bao nhiêu hết. Rồi một mai đây nếu ví dụ như theo chồng thì em sẽ tính như thế nào với những đứa con của em? Con em ngoan lắm, tại lúc em lên đây là em có nói với con em rồi. Em nói mẹ đi lên trên chú Tuấn Vĩ rồi mẹ kiếm người nào thật sự thương mẹ thương con rồi lo cho mẹ con mình. Nó nói dạ. Đi gái dễ thương lắm. Dạ nói là thì mẹ làm sao mẹ làm. Thì bé trước là bé gái, còn bé đi theo em đây là bé trai. Dạ. Mấy đứa con ngoan lắm. Em cảm xúc thế nào mà em lại khóc? Em buồn vì điều gì? Ừ,
trường hợp của em đó thì mai mốt mà lập gia đình đó thì cũng hy vọng là người đó sẽ thương con em ha. Dạ đúng rồi. Chứ còn con em thì đang còn nhỏ thì thật ra nói để bây giờ mà gửi thì như trường hợp khác thì có thể là để cho bà ngoại hoặc này kia, nhưng mà mẹ em thì mất rồi ha. Dạ đúng rồi. Con con em thì hào nó nhát lắm. Nó nhút nhát lắm, cho nên em cũng chưa có gửi được. Nhà em mà nhà em chăm. Em cũng tính cho đi học mà nó nhút nhát lắm. Nó sợ. Thì cũng hy vọng trong tương lai thì ai sẽ là người phù hợp với em, rồi có tình cảm với em, thì người đó sẽ cùng thương mẹ bế con. Dạ. Và thương gia đình của em. Dạ, thì em chỉ cầu xin vậy thôi. Nhưng mà em thích người mà hiền á. Em sợ với người dữ lắm. Ví dụ như là ví dụ có giận thế nào, nhưng mà đừng có kiểu mà giữ được cái nào đó. Em thấy em sợ. Kiểu mình cảm thấy là mình cái tính em thì hay tủi thân. Ví dụ như có em có sai cái gì thì nói em ơi đừng như vậy như vậy. Chứ mà này kia là tự nhiên em cảm thấy là em hay bất mãn lắm. Kiểu như mình cái tính là cái thích được chiều chuộng vậy đó, thích được chiều chuộng. Em cũng bự con mà đâu có sợ gì ông nào mà ấy về ông nào mà gọi là bạo lực với em đá cho ông phát. Như vậy không phải vậy, cái tính hay tủi thân lắm, ở nhà mỗi lần mà hay nói cái gì cũng hay vậy lắm. Bự con gì mà hay sợ hả? Sợ ma lắm. À có sợ ma nữa. Sợ ma lắm, cho nên em sợ ma. Em với mướn thêm bà vú ở với em á. Em sợ ma, em nhát lắm. Không, cái hồi xưa mà chồng em chưa mất á thì em không có sợ. Cũng sợ mà sợ ít, nhưng mà từ lúc mà chồng mất cái sợ kiểu như là cái tính hay sợ ma. Nên lên nhà em đặt điện sáng chân à, sợ ma lắm. Tội nghiệp, rồi chồng em thì sao mà mất sớm? Nói đúng là công việc làm ăn á. Rồi nó có nhiều cái lắm, rồi anh buồn, anh tự giận chết. Ồ vậy sao? Dạ. Tội nghiệp. Anh hiền lắm. Hiền lắm. Tội nghiệp quá ha. Cho nên em cầu xin sao mà sau này em kiếm người nào hiền như chồng em mà được rồi. Còn ví dụ như là làm ăn thì từ từ làm cũng được, chứ không có quan trọng là bạn giàu hay có hay như thế nào hết. Tại hồi xưa là em lấy chồng em cũng khổ mà, chứ đâu có giàu đâu. Nhưng mà hiền lắm. Vậy mà bỏ vợ con đi thiệt. Ừ, giấy đó em. Em bị cầu xin hiền là được rồi. Còn không có quan trọng gì hết. Tại vì mình làm ăn được thì từ từ cái có thôi. Cứ hiền là được rồi, chứ em không có cần cái gì hết. Tội nghiệp ảnh, dễ là ảnh cũng áp lực quá rồi ảnh. Dạ. Ảnh bỏ mẹ con em ảnh đi ha. Dạ. Tội nghiệp. Hôm nay đó thì em có nguyện vọng gì thêm thì anh vẫn dành thời gian cho em để em bày tỏ. Còn dạ, trên cơ bản á thì anh cũng đã ghi nhận được về cuộc sống của em. Thì anh sẽ cập nhật xem ai sẽ là người muốn kết nối với em. Yeah. Thì anh sẽ ghi nhận cho em được biết em ha. Dạ. Yeah. Vậy rồi cuối buổi trò chuyện thì em có muốn gửi lời đến cộng đồng hay là có nguyện vọng gì thì em cứ bày tỏ rồi mình kết thúc ha. Em cũng không biết nói gì sao. Yeah. Thì chủ yếu lên đây là em nhờ anh kết nối cho em như vậy đó, rồi kiếm được người nào hiền lành rồi thương yêu mẹ con em là đủ rồi. Yeah. Chứ em cũng không biết làm sao. Ok em. Dạ. Vậy thì chúc gia đình có một chuyến đi thượng lộ bình an ha. Dạ. Rồi hẹn gặp lại. Nếu có ai muốn kết nối với em thì anh sẽ ghi nhận và anh cho em biết ha em ha. Dạ. Dạ em chào anh. Ok rồi, chào em ha. Dạ, em chào. Em ra cài micro cho người tiếp theo giùm anh ha. Dạ. Rồi bắt đầu nhìn lên đây ha. Khi em trò chuyện em nhìn vô đây cho nó đẹp ha. Rồi trước tiên là em gửi lời chào đến cộng đồng và giới thiệu về mình cho cộng đồng được biết em ha. Dạ. Dạ em chào cộng đồng trong và ngoài nước. Em tên Mai Thị Thắm. Em ở địa chỉ ấp Cần Giật, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Rồi hôm nay Thắm đi với ai? Dạ em đi với chị em. À đi với chị em. Dạ. Rồi
Hôm nay Thắm đến với chương trình là có nguyện vọng gì Thắm cho cô chú anh chị chúng ta biết em ha? Dạ, em đi tới đây thì em bày tỏ về bản thân của em. Ừ. Là mong muốn kết nối ý trung nhân em ha? Dạ. Ừ. Rồi tình trạng hôn nhân của Thắm thì thế nào? Dạ, em ly dị đây hơn 2 năm rồi. Ừ. Dạ. Ly dị hơn 2 năm. Vậy rồi em đã có cháu nào chưa? Dạ có, cháu gái gần 3 tuổi. À, cháu gái được 3 tuổi. Dạ. Ừ. Hiện tại nhà thì Thắm đang làm công việc gì? Dạ em buôn bán. Ừ. Buôn bán tạp hóa. Ừ. Rồi công việc này kia có thuận lợi không em? Dạ thuận lợi. Ừ. Rồi hôm nay Thắm đến với chương trình là muốn bày tỏ về bản thân em ha? Dạ. Ừ. Rồi em có thể giới thiệu về cái tính cách và sở thích của mình chút xíu được không? Dạ, tính cách của em thì em thích, em yêu văn nghệ lắm. Ừ. Dạ. Rồi, rồi ngoài cái việc mà buôn bán tạp hóa ra thì em còn có cái tay nghề gì không em? Dạ em buôn bán tạp hóa với lại em thu mua đủ thứ đó. Ừ. Dạ. Tới mùa thì em thu mua hạt điều. Ừ. Dạ. Đại khái là em buôn bán này kia, mua hạt điều này nọ, chứ còn tay nghề thì không có tay nghề em ha? Dạ, em chỉ có buôn bán thôi. Ừ. Kinh doanh. Trong gia đình thì đông anh chị em không? Dạ, em có 2 chị em. Ừ. À, Thắm là trước hay sau? Hay là Úc? Dạ, em là Úc. À, em là Úc. Dạ. Ừ. Rồi hôm nay đến với chương trình thì em cứ cởi mở những điều em mong muốn em ha? Dạ. Ừ. Thấy có vẻ như hơi rụt rè phải không? Dạ. Ừ, em tính luôn. Cách hơi nhút nhát hả? Dạ. Ừ. Rồi em có thể nói lên cái điểm mạnh của em trong cuộc sống, em có cái điểm mạnh nào không? Ưu điểm á, cái ưu điểm của em á. Cái ưu điểm tính cách của em thì nó y như đàn ông vậy anh vậy. Ừ. Dạ. Như thế nào mà gọi là lại giống đàn ông? Nói chung là em về công việc thì em làm dữ lắm. Ừ. Nói chung em làm thì cũng giống y như đàn ông rồi đó. Ừ. Chứ tính cách của em thì cũng giống như đàn ông rồi đó. Đâu có, anh thấy Thắm rụt rè lắm mà đâu có như đàn ông. Không, mà tại vì em vô đây thì em run thôi. Em ngã run chứ em thì em làm thì như đàn ông rồi đó. Ừ. Làm dữ lắm. Có thể đó là cái điểm mà khiến cho vợ chồng đổ vỡ không? À, em có thuộc nữ, có nữ tính không? Dạ em nói chung là tánh của em nóng lắm anh Vĩ ơi. Ừ. Nóng lắm. Vậy à? Dạ. Nóng tánh lắm. Ừ. Còn trong cái đổ vỡ hôn nhân thì em có nghĩ là mình phải khắc phục điều gì đó để sau này không có có cái việc đó xảy ra nữa không? Dạ, trong hôn nhân thì em phải nói chung là phải thật với nhau anh Vĩ, thật lòng với nhau. Còn mà em ở với ông trước thì nói chung không thật, cho nên là em với ảnh chia tay. Ừ. À, lâu nay thì anh phỏng vấn thì chủ yếu là anh hỏi về cái nội dung chính, gọi là trên cơ bản. Còn có một số ý kiến cho rằng là để cho nhân vật muốn cởi mở về giới thiệu về bản thân cũng như là nói về cuộc sống của mình, thì không biết là Thắm có muốn trải lòng về cuộc sống của mình hiện tại không? Mình đang còn gặp khó khăn thế nào, hay là mình có nguyện vọng gì, hay là trong thời gian qua em đã từng trải qua cuộc sống như thế nào, em có thể cởi mở về điều đó được không? Nếu em muốn. Dạ không. Dạ. Vậy thì hôm nay đến với chương trình thì em mong muốn là kiếm được một ông xã thế nào? Dạ, biết yêu thương mình, thật với mình được rồi anh chị. Thật lòng với mình, biết yêu thương vợ con được rồi. Rồi tuổi tác này kia bao nhiêu, rồi là ở địa bàn nào này kia, em có nguyện vọng gì không? Dạ không, cái đó em không quan trọng. Quan trọng là mình hợp với nhau rồi. Dạ. Hợp với nhau sống phải thật với nhau. Thật lòng với nhau. Nghĩa là khi trò chuyện với Thắm đó thì có vẻ em hơi bị động. Dạ. Hơi bị động và em run lắm. Và anh nghĩ là em nên cởi mở thêm chút xíu nữa để cho bên kia hiểu được mình.
Còn nếu mà Thắm chỉ trả lời những câu hỏi của anh Vị như vậy không á, thì là nó chưa bộc lộ được cái tính cách và bộc lộ được lên con người của mình cũng như là những cái ý muốn của mình đấy anh. Ví dụ chẳng hạn như anh Vị hỏi mong muốn kiếm được một người chồng như thế nào, tuổi tác ra sao, thì em trả lời như vậy thì có vẻ nó hơi ngắn gọn quá. Cho nên là bên kia sợ cũng chưa có thực sự hiểu được về mình nhiều hơn á. Nên là trong cuộc sống như cái qua cái đổ vỡ hôn nhân đầu tiên đó, thì em có rút ra được kinh nghiệm gì cho bản thân mình không? Dạ có anh Vị, tại vì em giờ em phải tìm hiểu cho kỹ. Tìm hiểu cho kỹ, tại vì cái hôn nhân đầu tiên của em không có tìm hiểu. Cho nên mới đổ vỡ hôn nhân. Còn ở khu vực nào này kia thì em có ưu tiên cho khu vực nào không? Dạ không, quan trọng khu vực đâu Vị. Quan trọng là mình hợp với nhau, sống với nhau, thật lòng với nhau được rồi. Thậm chí là ở nước ngoài cũng đi tuốt luốt luôn ha. Dạ. Không có e ngại gì em ha. Dạ. Em có kén chọn tuổi con gì không? Dạ không. Vậy bây giờ mà lập gia đình đó thì em có sẵn sàng để theo chồng không, hay là có nguyện vọng gì không? Cái đó thì nếu mà hợp với nhau thì hai bên nói chuyện nhau cũng được anh Vị. Ở đâu cũng được. Đương nhiên là đối với trường hợp của em thì con em còn nhỏ ha. Dạ. Thì nếu ai thương mẹ thì bế con ha. Dạ. Phải chấp nhận cái hiện tại em có mới được. Dạ. Ok em, thì anh cũng vừa trao đổi với em đó, là anh nói anh chỉ hỏi trên cơ bản, còn đối với em có muốn bày tỏ điều gì thêm nữa không thì em cứ tự nhiên. Và nếu em thấy cũng không có gì để bày tỏ nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi trò chuyện hôm nay. Và chúng ta sẽ chờ xem ai là người muốn kết nối với em thì anh sẽ ghi nhận ha. Dạ. Vậy trong buổi trò chuyện hôm nay thì Thắm thấy thế nào, em có vừa bụng em chưa, có muốn nói gì điều gì thêm không? Dạ được rồi anh Vị. Ok em. Dạ. Vậy anh xin kết thúc buổi trò chuyện hôm nay và em ra ngoài cài cái micro cho người tiếp theo em ha. Dạ. Thưa quý vị thân mến, thật sự mà nói là khi trò chuyện với bạn Thắm thì nó rất là kẹt, vì em Thắm không có cởi mở thưa quý vị. Nên là tùy theo tính cách của từng người nên buộc lòng phải vậy thôi, không có cách nào hơn.